mấy chục năm mới gặp lại cũng nhớ luôn. Vô quay lưng gì đóng ra cái gần nhìn vô buổi sáng nhìn nó nắng cuối cùng rồi đó. Đưa nó bao rồi sợ không vậy thôi. Ông thấy nè. Em đi vào bước em sợ chết đi bà luôn rồi. Ngồi của mẹ nó lên nó lên. Đây là hát trong tâm giờ mà giờ sợ lắm. Tâm nhắn tin. Dạ mời mẹ. Lắm. Dạ. Uống luôn là được không con? Dạ, uống luôn. Con mới uống rượu xong rồi. Con không biết rồi. Con đâu có đáp xuống được. Con chạy vào một thái lan đồng bằng rượu lại mới đáp được. Tôi chết không rồi. Không sợ lên sợ cái người không có gì thôi. Tại bà mới đâu tới đi. Tới đi hoài mà. Đi đâu? Đi đâu? Hồi đó mẹ con không chịu chú đúng là chú sống trước mà. Nó thật luôn hả? Hồi trước là hai đứa chuyện hai. Thế nên nó thật luôn cái này nó luôn. Có cái đủ. Nghĩ chung từ lâu cũng tới dự cái đám tang mẹ vợ nghệ sĩ Kim Tử Long. À, khỏe không em? À, quý văn hợp má cái hùng quý văn hợp ơi. Khỏe không chỗ có làm mẹ đâu không có làm mẹ được rồi mới được đóng quân đây là nghệ sĩ em Giang Khánh Điền em rể ảnh là thứ tư đẹp từ còn em thứ sáu tất cả hàng ngày ta hát từ cứ gần 1 triệu cái lon lên 6 ngàn vậy nó chân 6 ngàn rồi biết 6 ngàn giờ rồi chỉ hai lần ghép chưa hai hai lần chỉ có một chỉ chưa biết ai chưa hai này nghệ sĩ cái thằng nào cái thằng lụng không biết cái thằng lụng nữa hả chắc là chắc là gần luôn á. Nhưng mà đường này không sao, không có để cho lá cờ bởi vì em nói là biết là đường đi được, còn không biết là đi được. Cũng ai ra trong nhà biết rồi, thấy là số 4 vô ai cũng dùng hơn vậy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhóm là mình là không nào luôn. Rồi cái sau này là máy đèn ngày xưa tôi đi năm mà 89 khách đèn ăn xong á. Đúng rồi. Hai cái đèn ăn xong đi để hai bên á. Hai đèn ăn xong đó. Đèn ăn xong bơm xịt xịt á. Bỏ hai cái bên đó. Đó, mày ngủ hết trong dắt đèn cái đường về cao lãnh mà. Trong rồi. Mấy người mình ngủ lại đờ nó nghe mình nó đó đó tụi nó té rồi tụi nó té. Cái gia đình của Trinh này mặt chúm giống nhau. Chúm á. Nghe á. Đó á, cái video chùm á. Chùm bự vậy nè. Kéo mà kéo cái ở trong sân khấu 2. Chùm á, đúng thì chùm. Tôi lái nó bàn, lái mà tôi mua quyển xe đi đi đám ma của anh rồi. Ông ơi bà đám ma mà dám đánh gì 800 ngàn. Anh đâu với mình đây. Cuối cùng con má đánh rồi hát á. Thả mày gồm mà lỡ thả luôn. Rớt vỏ mà. Dùng chữ cúp lương luôn chị. Cúp lương anh luôn á. Vậy xe vũ lưng về nha cả nhà. Bye bye. Bye bye, bye bye, bye bye. Tụi em về ngủ khuya rồi. Về Tâm ơi. Nghệ sĩ Trung Tâm về, nghệ sĩ Vũ Lân về. Nghệ sĩ Linh Tâm tự lái về luôn nha cô chú anh chị. Rồi xong, nghệ sĩ Vũ Lân, nghệ sĩ Linh Tâm về, mình cũng về thôi. Rồi tất cả mấy là nghệ sĩ về hết rồi.